Vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay, em Hải xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một mẫu vang cơ lai số mà chất âm có thể tiệm cận so với dòng vang số như là X5, X6, X12 hay là những dòng vang như Siso VS360. Đó chính là chiếc vang cơ lai số của thương hiệu DB Acoustic, model sản phẩm là KM350 Pro V2. Thì sau sự thành công rất vang dội của những dòng vang cơ đời trước như là KM330 Pro hoặc là mới nhất đây là KM350 Pro, rất được khách hàng yêu thích và đánh giá rất cao về sản phẩm bản 2023. Thì bây giờ hiện tại nhà hãng DB Acoustic tung ra thị trường một phiên bản mới là bản nâng cấp của phiên bản cũ KM350 Pro, và phiên bản này là KM350 Pro V2, là phiên bản chiến lược của năm 2024. Thì hôm nay đã có hàng ở tại cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh Auto và tất cả các chi nhánh của bên em đều đã có hàng sản phẩm vang cơ lai số này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu tới các bác về sản phẩm này và sau đó đánh giá cùng về sự khác biệt giữa bản cũ và bản mới ạ. Thiết kế của mẫu 350 Pro V2 này thì thiết kế là mặt phay nhôm sơn màu đen. Với thiết kế này thì sẽ tích hợp cho các bác có thể là phối ghép với những bộ dàn vốn có của bác. Đấy, rất là đẹp mắt và dễ phối ghép vào bộ dàn vốn có. Cũng là tinh chỉnh là các nhiều đường chỉnh hơn của bát trung chép. Đấy, ở giải trên này là sử dụng cho chỉnh đường mic equal. Ba cái cổng đầu tiên này, 1 2 3 này là chỉnh bát các bác nhá. Hai cổng sau, thứ tư, thứ năm này là chỉnh trung, thứ sáu, thứ bảy sẽ là chỉnh chép. Ở nhạc cũng vậy, áp dụng cho cả nhạc các bác nhá. Ba cổng đầu là bát, hai cổng sau là trung và hai cổng sau là chép. Và một màn hình hiển thị thông số, tức là các bác chỉnh ở đây hay chỉnh ở đây thì nó sẽ hiển thị số ở đây để các bác có thể hiểu biết được cái thông số mình đang chỉnh tới số bao nhiêu. Đấy, rất là tiện lợi. Và một mắt IR là sử dụng cho điều khiển remote từ xa. Đấy, chiếc vang này thì có điều khiển các bác. Đấy, có điều khiển này, tặng kèm là sẽ một dây nguồn, một điều khiển remote. Đấy, tinh chỉnh to nhỏ của volume to nhỏ này, điều khiển này, input cổng tín hiệu đầu vào này, đấy, tắt tiếng này, to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic, đấy, rất là tiện lợi. Dấu sóng Bluetooth của chiếc vang này có thể đấu Bluetooth khoảng tầm 10-15 mét, bắt sóng rất là tốt. Đấy, sử dụng là chiếc Tolovis này tặng kèm để anh em có thể là tinh chỉnh được các phím ở đây nhé. Phím này phím ẩn, đấy, tránh cho trẻ em nghịch vào phím này làm lệch tần số. Và các phím ở đây là phím input để chuyển đổi tín hiệu, effect, tắt effect bật để sử dụng cho phát biểu, để các bác tắt đi một phím thôi, rất là tiện lợi đúng không ạ. Và chống hú hiển thị ở mặt trước đây, nhấn vào nhả ra. Cái này là volume control để chỉnh chỉnh được cái effect tổng. Tức effect tổng tức là có cả tích hợp reverb và cả echo, volume của nhạc, volume của mic, của echo, của reverb và phím nguồn nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đáng yêu. Đấy, thì về tổng quan là đánh giá của em về chất âm hay là chất lượng của chiếc vang này, về sử dụng các chip thì không có sự thay đổi so với bản cũ, nhưng mà tích hợp tiện lợi hơn ở điểm đó chính là thêm được một volume tổng của effect, tức là volume tổng của cả echo và reverb ở cái full volume này. Đấy, các bác có thể là to nhỏ cái phần này, nó tăng cả echo, tăng cả reverb luôn. Nó rất là sử dụng, rất là tiện lợi cho người sử dụng, đúng không ạ? Ngoài việc là các bác có thể tinh chỉnh được echo to nhỏ này, reverb to nhỏ, nhiều hay ít, thì các bác có thể tăng được tổng cả hai cái phím này luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Và đây thì em có thể nói luôn là gần như là tối đa hóa nhất của vang cơ lai số rồi. Đấy, trong cái dòng vang cơ thì thật sự là thiết kế như này và chất âm như thế này, và những cái chip DSP 48 bit của chiếc vang 350 Pro V2 này thì là đã là cao nhất, tối ưu hóa nhất của vang cơ lai số rồi các bạn. Còn về phía sau thì tín hiệu đầu vào sẽ có những cổng như là BMG, VOD, Optical, cổng quang và một dâu cắm Bluetooth. Sóng rất là khỏe, 10-15 mét các bác bắt thoải mái. Và các phím để giới hạn âm lượng, các bác nào dùng loa nhỏ thì có thể
kết hợp với những phím này để giới hạn âm lượng, phím set volume để giới hạn tín hiệu đầu vào này. Đây là các cổng tín hiệu đầu ra, gồm có 5 cổng, 2 cổng rev line, 2 cổng slow down và 1 cổng bass out. Tức là các bác có thể là đấu được 5 tín hiệu đầu ra này, 4 cổng dành cho loa full này và 1 cổng dành cho sub. Và 2 rắc cắm rec này sử dụng cho live stream. Đấy, các bác có nào có live stream Facebook hay là TikTok có thể cắm qua cổng này. Và 2 cổng mic phía sau, và cùng với đó là 2 volume tinh chỉnh âm lượng. Đây là một chiếc vang cơ lái số mà em có thể nói là sẽ làm mưa, làm gió trong năm 2024. Bởi vì sao? Sau khi em tổng quan để trải nghiệm thì em đánh giá rất cao về vang cơ lái số này. Ở thị trường thì hiện tại không có mẫu vang nào có thể vượt mặt được chiếc vang cơ lái số của thương hiệu Debiotic KM350 Pro V2 này các bạn. Chất âm cực kỳ hay trong cái tầm phân khúc và mẫu mã đẹp. Mẫu mã đẹp, người đề ra thiết kế ra cái mẫu mã này của Debiotic thì em đánh giá rất là cao. Và cũng như là chất lượng thì với thời gian bảo hành của nhà hãng lên tới 2 năm và được đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và các bác nào quan tâm đến chiếc vang cơ lai số model sản phẩm là KM350 Pro V2 phiên bản mới 2024 của nhà hãng DB Acoustic có thể liên hệ qua bên em với số điện thoại online. Cơ sở Bắc các bác liên hệ qua số 0919182233. Cơ sở 2 em Hải hiện tại đang cầm 0982352313. Và đây là các địa chỉ cửa hàng của bên em ạ. Vâng, và em Hà xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio ạ. Xin chào ạ.